Vô cùng đặc biệt là ngày đầu năm mới, là cũng là ngày sinh nhật của Mira. Và hôm nay Mira được bố mẹ dẫn đi ăn cái gì bố? Quán ngày xưa hai bố mẹ đã từng đi ăn. Trái cây tô ngày xưa mà cách đây 12 năm mà hai bố mẹ đã từng đi ăn. À, mẹ gặp nhau rồi nha. Ngày xưa là người ta chỉ bán dĩa thôi, bây giờ người ta lên tô rồi. Trời ơi, có đủ luôn á. Chúc mừng sinh nhật Mira đi bố. Nói chung là người phải đặc biệt, người đặc biệt lắm á, mới được bố mẹ dẫn đến nơi mà bố mẹ đã từng ăn ngày xưa đó nha. Chúc sinh nhật con nha. Mọi người nha. Con ăn thử xem, con ăn thử xem. Rồi thấy sao? Cái này mình chọn cái nào nó nhạt ăn trước. Ngon. Nhạt mấy cái nào trước bố? Chọn mấy cái này. Đúng không? Táo hay là cái nào? Trái cây nào?